Chào các bạn, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu các bạn về cái lợp ếch bên mình đang bán ha. Thì giờ mình cho các bạn xem này. Lợp này bằng hôm tre nha bạn. Hôm tre thì nói chung là ếch bự cỡ nào vô cũng được nha các bạn. Bự là vô được. Chiều dài nó là 29 cm nha các bạn. Chiều rộng nó là 12 cm. Khi đặt thì các bạn đặt nó nằm ngang về, cái hôm nằm ngang nha. Cái mực nước là nó bằng vậy nha các bạn. Mực nước nó tới đây nè, là có nghĩa là bằng 1/3, 7. Rồi các bạn lấy bao hả, lấy cỏ gì phủ che bằng trên là mồi của nó. Thì các bạn lấy cá tạp á, bạn băm nhỏ ra, trộn thêm với dầu chuối á. Dầu chuối thì các bạn ra tạp hóa, bạn mua thì tạp hóa nào cũng có nha bạn. Trộn với dầu chuối. Phía sau nó là có cái chỗ mở để trút ếch hoặc bỏ mồi. Bỏ mồi mình bỏ phía trước cũng được nha bạn. Bỏ mồi qua đường này cũng được nè, hoặc là mở cái này bỏ vô cũng được nha bạn. Này mình có ship toàn quốc nha bạn, bạn nào mua thì liên hệ mình ship toàn quốc. Số hội mình là 0936059090 nha bạn, đó cũng là số Zalo mình đang xài, bạn mua thì cứ liên hệ mình. Rồi, chào các bạn nha.